chuyển thế nào thì cả hai đều phải di chuyển cùng một hướng, hiểu chưa? Con hiểu chưa? Và đạp đạp thì muốn tiến nhanh thì cả hai phải đạp đều. Nếu mà bố dừng con đạp thì tự nhiên cái xe đạp nước nó xoay về bên này. Nếu con dừng bố đạp thì xe đạp nước nó sẽ xoay về bên này. Muốn đi thẳng là cả hai phải đạp đều, hiểu chưa? Bây giờ bố ra lệnh nhá. Bố đạp ngược như này không? Đạp ngược lùi nào. Thẳng lái, đạp lùi để lùi lại. Đạp nhẹ nhàng thôi, không cần mạnh. Chào mình. Đấy. Rồi quẹo sang phải để cho nó quay đầu. Đấy, thấy chưa? Đúng rồi.